Hello, xin chào các bạn với lại channel Riding On. Đây sẽ là tổng hợp cả hai phần tất cả form của Corrosio Ma Vương thời không. Không dài dòng nữa, chúng ta cũng đến ngay với tất cả form Corrosio nào. Mình là Riding On. Hết xin. Corrosio là bộ phim kỷ niệm thứ hai sau series của DK, đã được học hỏi rất nhiều từ series của DK để đưa lại những nhân vật chính như khán giả mong muốn. Đó là những nhân vật chính thật sự chứ không phải là những Arrow Rider trong thế giới của DK. Kamen Rider Zio kể về một chàng thanh niên mang tên Tokiwa Sogo. Anh ấy là một học sinh vô cùng bình thường, đang mong ước trở thành một vị vua vĩ đại. Nhưng lời tiên tri lại không báo như vậy. Ở năm 2068, một kẻ với tên gọi Uma Zio đã kết thúc thời đại của Rider và hầu tóm toàn bộ sức mạnh, đúng với tên gọi của hắn, Ma Vương thời không. Những người ở tương lai không còn cách nào khác với sức mạnh vô cùng hủy diệt của tên Uma Zio này, đành phải quay về quá khứ, tiêu diệt tên ác ma trước khi hắn trở thành Uma Zio vào đúng thời điểm năm 2018. Một chàng trai, một thiếu nữ đã dùng cỗ máy thời gian quay về quá khứ để ngăn chặn Uma Zio. Họ bao gồm Kei cũng như cô gái mang tên Tsukuyomi. Chạm trán với quá khứ của Uma Zio lại chính là Tokiwa Sogo. Gay đã dùng cỗ máy thời gian của mình chuyển hóa thành một con robot màu đỏ để tấn công Sogo nhằm ngăn chặn anh. Sau đó cả hai đã tham chiến với nhau bằng hình dạng Rider, với hình dạng Kamen Rider của Gay cũng mang tên chính anh, Kamen Rider Gay, và Kamen Rider Zio lần đầu tiên được Henshin khi một chàng trai khác cũng bí ẩn không kém mang tên Wolf. Hắn ta đã trao chiếc lưng của bá vương cho Sogo, giúp anh chuyển hóa thành Kamen Rider Zio để chống lại Kamen Rider Gay. Ngoài thế lực của Gay, còn một thế lực khác mang tên Time Zucker. Bọn chúng thay đổi dòng thời gian và tuyển chọn một vị vua mới và tạo nên những Another Rider, những kẻ sẽ ghi đè lên sự tồn tại của những Kamen Rider khác. Và đó cũng chính là bắt đầu của Kamen Rider Zio, cuộc chiến giữa cả ba phe. Liệu Gay và Sogo có hợp tác để chống lại Time Zucker, hay Time Zucker sẽ thành công? Liệu Sogo có trở thành Uma Zio tàn độc như trong tưởng tượng của anh, khác xa với tưởng tượng một vị vua chân chính của Sogo? Chuyện gì sẽ ra trong tương lai? Các bạn hãy tìm xem Kamen Rider Zio nhé. Hình thái đầu tiên của Kamen Rider Zio là Kamen Rider Zio Pay Form. Dụng cụ biến hình của Kamen Rider Zio bao gồm hai phần, một là Ziku Driver, chiếc hắc lưng biểu tượng cho mặt đồng hồ, cũng như những chiếc Drywatch tượng trưng cho sức mạnh của Rider. Và để chuyển hóa thành Kamen Rider Zio thì chiếc Drywatch được sử dụng Drywatch của chính anh ấy sẽ gắn vào phần bên phải và xoay mặt đồng hồ của chiếc hắc lưng để chuyển hóa được thành Kamen Rider Zio. Hình dạng cơ bản này của Kamen Rider Zio với tông màu chủ đạo là đen với những viền bạc, tượng trưng cho đồng hồ chạy dài trên cơ thể là dây đồng hồ, và gương mặt của anh ấy chính là phần mặt đồng hồ. Phần dây đồng hồ sẽ nối dài tới phần sau lưng giống một chiếc đồng hồ đeo tay. Gương mặt của anh ấy không phải là đôi mắt Rider bình thường, mà là gương mặt với chữ ở trên gương mặt của anh ấy, chứ thay vì đôi mắt Rider như cơ bản. Điểm tô toàn bộ cơ thể chính là một màu hồng đặc trưng của Kamen Rider DK ở thời kỳ trước, chứng tỏ đây là series về kỷ niệm. Đó là về ngoại hình của Kamen Rider Zio. Bên tai của anh ấy thì có một số bộ phận để gắn vào những chiếc Drywatch, nhưng đó cũng không quá quan trọng. Khả năng đặc biệt của Kamen Rider Zio đó chính là sức mạnh của những Rider tiền nhiệm mang tên Armor. Armor của những Rider với kích hoạt là Armor Time. Khi nấy nhận được sự thừa nhận của những Rider ở thời kỳ trước, họ sẽ trao lại nấy sức mạnh để đánh bại những tên Another Rider. Tạo hình của những Armor Time cũng rất độc lạ khi nó đa phần sẽ sử dụng những dụng cụ biến hình gắn vào phần vai. Gương mặt cũng như toàn bộ cơ thể có rất nhiều sự thay đổi. Nhưng mình sẽ lấy Bill làm một form để phân tích. Thì Kamen Bill có một thanh gươm đặc biệt với hình dạng mũi khoan. Thì Kamen Rider Zio Bill Armor lại sử dụng chiếc kiếm này gắn trực tiếp lên tay, chứ thay vì cầm như Kamen Bill, cũng thể hiện ít nhiều sự thay đổi. Giới hạn của Armor Time của Zio chính là nó không có khả năng tận dụng hết sức mạnh của Kamen Rider đó, vì họ còn có những form đặc quyền như khả năng của Bill là kết hợp hai chiếc Bostle với nhau tạo những Best Mark, hay cao hơn là Black Hazard. Kamen Rider Zio không thể nào tận dụng được và chỉ dùng form cơ bản, nên mình thấy phần này đa phần là để kỷ niệm. Anh ấy sẽ còn có một form nữa mạnh hơn mang tên DK Armor, mình sẽ đề cập tới trong phần sau. Zio với vũ khí là một thanh kiếm khả năng chuyển hóa thành súng. Nó cũng đặc biệt như Kamen Rider DK là khả năng cường hóa đòn đánh để tăng phạm vi khi nhấn vào nút ở trên thanh kiếm. Không có nhiều gì đặc biệt từ vũ khí này trừ việc có khả năng gắn Drywatch vào để thực hiện chiêu tất sát như Rider thời kỳ Neo Heisei. Đòn tất sát của Kamen Rider Zio bao gồm hai đòn, một là đòn Slash,
Hai là đoạn Rider Kick, đoạn Slash thì nãy đã từng dùng để đánh bại Another Bill, nhảy lên và chém một đoạn cực mạnh, chém đôi Another Bill. Đoạn này được biểu trưng như hình dạng kim đồng hồ xoay quanh cả mặt đồng hồ, tạo nhát kiếm cực kỳ mạnh để chém đôi kẻ thù. Và đoạn Rider Kick của anh ấy tạo ra những ký tự, sau đó tập hợp ký tự đó vào bàn chân của Gaurav Zio và tung đoạn Rider Kick. Tất cả chiêu thức của Zio hình dạng cơ bản cũng khá là đơn giản, trừ việc thêm thắt vào ký tự cũng như hình ảnh đồng hồ, và đó cũng chính là điểm nhấn của form cơ bản của Gaurav Zio. Kairuya Tsukasa, Koro DK đã đến thế giới của Zio. Liệu đây có phải điều tốt? Anh đang ở cùng một Time Sucker. Trong túi áo của anh ta, một chiếc Raiwatch đặc biệt. Raiwatch lớn hơn Red bình thường với sức mạnh của DK. Sau màn đụng độ với Sogo cũng như những trận chiến vô cùng kịch liệt giữa hai Rider thì phần thắng luôn nghiêng về bên phe DK. Anh đã trao lại chiếc Raiwatch để cân bằng thực lực của hai bên, giúp Tokiwa Sogo có được hình dạng mới, DK Armor. DK Armor được chuyển hóa từ những lá bài của DK trong lúc biến hình, nó tương tự như lại cách mà DK đã từng biến hình, sau đó tập hợp thành những phần giáp và ráp lại trên cơ thể. Tạo hình của DK Armor ngoài việc giống với lại DK, không có những chi tiết thừa thải như những form từ trước đến giờ, nó hoàn toàn giống với DK cơ bản. Và điều đặc biệt nhất chính là phần ký tự mã trên cơ thể đã chuyển hóa thành chữ cái giống với lại Zio hơn. Phần gương mặt của Zio đã chuyển hóa thành một chiếc máy tính bảng, hay các bạn có thể giữ tưởng tượng hơn là một tấm bài để chuyển đổi gương mặt. Chuyển đổi gương mặt phục vụ cho hình dạng cũng như sức mạnh kế tiếp của Zio DK Armor, đó chính là gắn chiếc Raiwatch vào chiếc Raiwatch DK giúp anh ấy nâng cao sức mạnh. Điển hình chúng ta sẽ kể một số form như Bill sẽ được nâng cấp thành Bill Sparkling, hình dạng Ghost sẽ được nâng cấp thành Ghost Grayfull và rất nhiều form khác nữa. Tất nhiên là nó sẽ được sử dụng đòn tất sát mạnh tương tự như vậy. Chúng ta đã có màn đụng độ giữa Bill của Cobra DK cũng như là hình dạng Bill Sparkling đến từ DK Armor. Chúng ta thấy được sức mạnh áp đảo của Bill Sparkling. Về phần vũ khí, chúng ta được thêm một vũ khí mới từ DK Armor, đó là thanh gươm có một chiếc đồng hồ trên thân của nó. Khả năng đặc biệt của thanh gươm này là khi xoay kim đồng hồ, nó khả năng chém ra những đòn tấn công từ những rider khác, ví dụ như thanh gươm điện của Play hay gươm lửa của Ryuki. Và đặc biệt có thể kể tới là sức mạnh của những chiếc bánh xe từ Dry chém ra từ thanh gươm. Sức mạnh của thanh gươm không hề phụ thuộc vào Raiwatch cũng như hình dạng mà rider đang sử dụng. Điều này tạo nên sự đặc biệt của Kamen Rider Zio DK Armor. Và những đòn tấn công của nó vô cùng biến ảo, khiến kẻ thù không thể nào có cách phòng bị. Về đòn tất sát, chủ yếu là sử dụng thanh gươm với hai đòn. Một đòn tất sát trong lần đầu xuất hiện chính là chém xuyên qua những lá bài và đã đòn tấn công khủng khiếp từ trên trời rơi xuống, rất giống Cobra Geno. Và đòn thứ hai là đòn chém ngang, cũng là hai đòn sử dụng kiếm cơ bản mà thôi. Kamen Rider Zio 2 là hình thái nâng cấp chính hiệu đầu tiên của Kamen Zio, chứ thay vì sử dụng những Raiwatch khác. Sau khi được Warp trao cho một chiếc Raiwatch bí ẩn mang hình dạng của bản thân, Zio đã nhanh chóng sử dụng nó để đối phó với kẻ thù của mình, nhưng anh ấy đã không thể nào kích hoạt nó. Trong thế giới lần này, anh ấy đã chạm mặt với một tên Another Rider cũng kỳ lạ chiếc Raiwatch, đó là Another Ryuga, chứ không phải là Ryuki, để đánh bại hắn. Không có chiếc Raiwatch nào mang tên Ryuga nên cách đánh bại hắn gần như không có. Họ bắt buộc phải dựa vào sức mạnh tối thượng mới của Zio để thể phá hủy chiếc vách mà không cần phải sử dụng tới sức mạnh của Rider chính. Giống như Kido Shinji của Ryuki, Sogo đã chạm mặt bản thân mình trong gương, một cái bóng khác, kẻ đang nắm giữ phần sức mạnh của bóng tối, phần sức mạnh còn lại của Zio 2. Cả hai đã giao chiến với nhau và Sogo đã có cuộc trò chuyện cuối cùng với chiếc bóng của mình về việc ngài của Oma và kẻ nắm giữ cả tương lai, ánh sáng, bóng tối và quá khứ sẽ là kẻ mạnh nhất và thống trị tất cả. Không biết tương lai đi về đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng để thay đổi nó. Được nhận sức mạnh của mảnh đồng hồ còn lại, Zio 2 được hoàn thiện chiếc đồng hồ đôi, chuyển hóa cũng như bình thường khi gắn cả hai Raiwatch, tách chiếc đồng hồ ra và gắn hai Raiwatch vào hai bên của chiếc Ziku Driver, chuyển hóa thành Zio 2. Zio 2 tương tự như Color Zio nhưng đúng với tên gọi của nó chỉ hai chiếc đồng hồ ở hai mặt của Rider. Phần vai được tô điểm thêm một màu vàng, chiếc sừng của Zio cơ bản đã chuyển hóa thành hai kim đồng hồ hai bên tạo nên bốn chiếc sừng. Phần cơ thể được điểm tô bằng hai phần dây đồng hồ bạc,
tương tự như Zio cơ bản mà thôi, nhưng nhìn ngầu hơn và đẹp hơn rất nhiều so với Zio cơ bản. Ngoài ra Zio 2 cũng giống như những Super Form khác, cũng sẽ có hình một vũ khí. Nó có hình dạng giống một thanh đao nhỏ với lưỡi kiếm lấp lánh và một chiếc quách đặc biệt với hình dạng tương tự như gương mặt của Cover Zio khi sử dụng chiêu cũng như ra những đòn tấn công. Anh ấy thường để phần mặt này kế bên phần mặt của bản thân để tạo nên hình dạng giống như quá khứ và tương lai của Commander Zio 2, hợp với thanh kiếm tạo nên những đòn song kiếm cực mạnh của Zio 2. Ngoài ra, lực đấm của anh ấy cũng cực kỳ lớn khi có khả năng đấm tan sức mạnh của tên Order Ryuga, một kẻ cực kỳ mạnh, và có đòn Final Attack riêng với nắm đấm này. Ngoài ra, sức mạnh của Zio 2 ở thời điểm đó còn đánh giá cực kỳ cao khi anh có khả năng hoàn toàn phá hủy một đòn phản đòn của tên Order Ryuga, một trong những khả năng đặc biệt của hắn. Đòn này đến cả Final Attack của Gay mà hắn cũng có thể phản lại, nhưng trong khi nắm đấm cũng như lực chém của Zio thì hắn ta không thể nào phản lại. Theo lời Gay thì có lẽ đòn này quá mạnh nên không đủ sức, nghĩa là lực chiến cơ bản của Zio 2 đã mạnh hơn cái đòn Final Attack của Gay ở hình thái cơ bản. Mình sẽ nhắc tới đòn tất sát trước khi nói về khả năng của Zio 2, vì đây là một điều rất đặc biệt trong form thiết kế. Đòn tấn công tất sát với đòn đấm mình vừa nói mang tên Tri-Time Ray, còn đòn Final Attack thật sự của anh ấy mang tên King Girigiri Slash, một đòn chém khi kết hợp giữa hai vũ khí tạo thành một thanh đại đao, sau đó nó tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ giống như một tia năng lượng và ra đòn chém cực kỳ mạnh với dòng chữ trên tia năng lượng đó kết liễu kẻ thù. Về phần sức mạnh, ngoài việc nắm giữ ánh sáng của bóng tối, anh ấy còn nắm giữ cả quá khứ và tương lai. Tương lai giúp Zio 2 nhìn thấy những đòn tấn công của đối thủ trong tương lai gần, hạn chế cũng như tấn công chúng trước khi chúng tuyệt ra đòn. Với những đòn cực mạnh thì việc ngăn chặn những đòn tấn công này là điều cần thiết. Ngoài ra, nó có khả năng dự đoán tương lai ngoài cái trận chiến, giống như cách mà nó nhìn thấy Ura trước khi hắn bị swap biến thành Ura Chikai. Quá khứ Zio 2 cái thời gian lùi lại khoảng thời gian ngắn, khả năng này vô cùng bá đạo. Nó còn thể hồi sinh cả người đã khuất, trở thành một trong những khả năng cực kỳ mạnh. Về sau thì Zio 2 quá lỗi nên chuyển hóa qua sử dụng Zio Trinity cũng như Cranzio, một biến form ăn hành khá nhiều của Zio là chính. Còn về Zio 2 kết thúc chương đối đầu với Gate Revive với khả năng gia tốc và cường hóa cũng là quá đủ cho màn thể hiện của một form cực mạnh Cover Zio rồi. Form kế tiếp của Camera Zio mang tên Zio Trinity, nghe với tên gọi cũng là bước kế tiếp của Zio sau khi biến thành Zio 2, thì đây có thể hiểu là Zio 3, và cũng có thể nghĩa khác chính là Zio kết hợp sức mạnh của cả ba người bao gồm Zio, Warp cũng như Gay. Form này được tạo ra trong khoảnh khắc Zio gặp Blade cũng như kế hoạch của tên Warp trắng. Hắn ta đã muốn lấy sức mạnh của Zio 2 cũng như Gate Revive cho bản thân mình, nhưng đồng thời nó lại cộng hưởng với chính sức mạnh của Warp. Nó tạo ra một chiếc Ride Watch vô cùng đặc biệt, một chiếc Ride Watch giống như một chiếc đồng hồ cổ mang tên Trinity Ride Watch. Sau khi được Zio thuyết phục cũng như hiểu được bản thân mình, Warp trắng đã trao lại chiếc Ride Watch này cho Zio để anh đánh bại tên Another Play lúc này đang mở ra ngày tàn của thế giới. Zio Trinity cũng là ngôi sao Regulus, ngôi sao chiếu sáng cả bầu trời, khiến cho ngài tận thế trong thế giới của Blade cũng chẳng nhầm nhò gì với sức mạnh của bá vương Uma Zio, thanh tẩy ngài quỷ diệt thế giới và chiếu sáng cả bầu trời. Zio Trinity được tạo ra với form màu chủ đạo là đen với ba gương mặt của Rider trên cơ thể và hai vai. Và gương mặt Zio Trinity khá đơn giản, cũng với hình dạng cũ là chiếc đồng hồ, và lần này chỉ đơn giản thay vì hai chiếc dây đồng hồ như Zio 2 thì đây sẽ tận 3 chiếc dây đồng hồ, với hai chiếc dây đồng hồ còn lại tạo nên một cặp sừng của Rider. Sức mạnh của Zio Trinity thì hoàn toàn áp đảo với những kẻ thù ở thời điểm đó, có thể nói là gần như chả có đối thủ nào vì series Zio chủ yếu là những tên Other Rider cũ mà thôi, chúng không thể nào làm gì được sức mạnh của Zio 2 chứ đừng nói là Zio Trinity. Thậm chí form này còn một lần tấn công cũng như làm tổn hại ít nhiều tới sức mạnh của tên Oma Zio. Trong lần tổn thương đó thì chúng ta vẫn chưa biết được do lối đánh bất ngờ của Sogo hay là do Zio Trinity chưa từng xuất hiện trong thời đại của Oma Zio. Do nó được tạo ra từ Warp trắng nên Oma Zio hoàn toàn không biết, chưa có thể khẳng định rằng sức mạnh của Zio Trinity là mạnh nhất trong tất cả các form. Đó cũng là một chiến tích không thể nào chối bỏ của Zio Trinity. Ngoài ra, Zio Trinity còn khả năng sử dụng là tất cả những vũ khí của cả ba Rider, bao gồm cả hai form nâng cấp là Gate Revive cũng như Zio 2, và có một đoạn phối hợp cực kỳ đặc biệt, đó là lưỡi cưa bắn ra từ sức mạnh Gate Revive Goresu, và phối hợp với nó là những ngọn thương sắc nhọn của Camaro Warp tạo ra một lưỡi cưa xoáy cực kỳ mạnh, nghiền nát những tên Another Agito. Đoạn tất sát đã quay lại với trạng thái Rider Kick,
khi nó tập hợp cả ba đoạn tất sát với những dòng chữ của Zio cũng như K, và đó là mặt đồng hồ xoay tròn của Commander Warp tạo ra đoạn tất sát cực kỳ mạnh. Đoạn này có khả năng đá tan ở một thiên thạch, nhưng lúc đó nó cũng đã bị nóng chảy bởi hình dạng Warp Jinga thay vô mặt trời nung nóng thiên thạch từ bên trong, và chỉ được phá hủy bằng sức mạnh của Zio Trinity từ lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Nhưng đó cũng đủ thể hiện sức mạnh của Zio Trinity, mặc dù có nhiều bất cập như đánh bại Omazio mà không biết là dựa trên hiểu biết của Omazio về Zio Trinity là gần như không có, hay là phá hủy tại thiên thạch, nhưng thực chất nó đã bị nung nấu từ bên trong. Zio Trinity vẫn là một form đáng nhắc tới vì tổng hợp tất cả, cũng như màn đối thoại cực kỳ thú vị khi cả ba hòa nhập lại là một bên trong thế giới của Zio Trinity. Nếu hình thái Zio 2 là đại diện cho thời gian, quá khứ và tương lai, ánh sáng và bóng tối, thứ sức mạnh đã đại diện cho anh ấy từ xuyên suốt series, sức mạnh của Zio Trinity là tập hợp của tình bạn của cả ba người, mặc dù không chung chiến tuyến, Gay, Zio cũng như là Warp, thì sức mạnh cuối cùng có thể gọi là final form chưa chính thức của Kamen Rider Zio, vì anh ấy sau này có một form đã được báo trước từ đầu, đó là Omazio. Kamen Grand Zio chính là hình thái tối thượng mà anh ấy đại diện cho toàn bộ những Rider trong thời đại Heisei. Grand Zio xuất hiện khi Zio chỉ vừa lấy được chiếc Raiwatch của Kamen Rider Deno mà chưa hề hoàn thiện toàn bộ Raiwatch, vì anh ấy không có Raiwatch của Rai. Nhưng do Raiwatch của Rai đã từng được Kamen Rider Gay đem về quá khứ sử dụng. Nếu các bạn quên thì Gay là người đến từ tương lai nên anh ấy có những Raiwatch mà Zio sở hữu, cưỡng ép và chuyển hóa trở thành Grand Zio, sức mạnh của đế vương. Về phần quách của Grand Zio là một chiếc quách vô cùng khổng lồ với màu vàng kim chủ đạo. Khi kích hoạt, nó sẽ hiện ra tất cả gương mặt của toàn bộ Heisei Rider, từ Kamen Kuga cho tới Kamen Rider Bill, và hình dạng Grand Zio nằm ở giữa. Cũng như bao chiếc Rai quách khác, xoay quanh chiếc Ziku Driver, nó sẽ giúp cho Kamen Rider Zio chuyển hóa. Grand Zio với tông màu vàng và bạc làm chủ đạo, hình dạng của anh ấy được biểu trưng bằng tất cả những hình dạng của những Rider giống như những bức tượng chạy dài trên toàn bộ cơ thể từ tay cho đến chân. Gương mặt của anh ấy với hình dạng một chớp đầu cũng như phần rear map hai bên rất giống một vị vua đã đứng tuổi, cũng thể hiện sức mạnh của Grand Zio là sức mạnh gần như hoàn thiện của Zio. Tạo hình Grand Zio. Nếu như Zio 2 là một chiếc đồng hồ đôi, Zio cơ bản là đồng hồ bình thường và Zio Trinity là một chiếc đồng hồ bật nắp, Grand Zio chính là biểu tượng một chiếc tháp đồng hồ với những hình ảnh, những bức tượng của Kamen Rider chính là những bức điêu khắc được chạm khắc trong một tòa tháp đồng hồ khổng lồ. Là form có thể nói là mạnh nhất của Zio trong thời điểm đó, Grand Zio chỉ tiếc một điều là anh ấy không hề có vũ khí liên quan tới bản thân mà bắt buộc phải sử dụng tới những vũ khí trước. Khả năng chính của Grand Zio không thể nào so sánh được với hai form kia, nhưng cũng có điều đặc sắc riêng, đó là khi nấy chạm vào những biểu tượng trên cơ thể của mình, nấy sẽ triệu hồi được những Rider. Điều đặc biệt khác biệt so với lại DK Complete Form đó là nấy sẽ triệu hồi Rider tại một thời điểm nhất định trong quá khứ. Điều này khá thú vị. Zio bản chất của nấy là một series liên quan tới thời gian, nấy sẽ phải triệu hồi Rider cũng như vậy, triệu hồi họ trong thời điểm đó trong quá khứ. Nấy có hàng triệu hồi Rider với bất kỳ hình dạng nào, từ form cơ bản, super form, form thường cho tới hình dạng tối thượng. Và điều đặc trưng nhất đó chính là có thể triệu hồi họ trong lúc họ đang tung một chiêu đó cực kỳ mạnh, giống như với O là đang tung đồng Rider Kick khi kết liễu tên Jimmy từng xuất hiện trong tập 1 của Kamen O, cũng như rất nhiều đoạn kết liễu khó chịu khác. Thậm chí anh ấy còn có năng triệu hồi lên vũ khí của những Rider khác, ví dụ như khẩu súng của Thai Formula hay là khẩu đại bác của Commodore Bill ở hình dạng Rabbit, Rabbit and Tang Tang. Và đó cũng là điều đặc biệt nhất về Grand Zio, vì thật sự Grand Zio cũng giống như những form trước là quá mạnh nên ấy bị chuyển dời tới thời điểm để đối mặt với Omazio, một form mà gần như ấy chẳng có khả năng để thắng. Và vừa về với lại quá khứ, mặc dù chỉ là Another Zio 2 mà thôi, nhưng với sức mạnh của Another Zio thì hắn ta luôn hơn Zio một bậc. Giống như Another Zio cơ bản đã hơi đánh ngang với lại Zio 2, thì hắn ta với sức mạnh của Another Zio 2 thì khả năng đánh ngang hoặc hơn Grand Zio. Đoạn Rider Kick của Kamen Rider Grand Zio cũng không nhiều đặc biệt, nó chỉ là một đoạn Rider Kick bình thường mà thôi.
xuất hiện trong đúng tập cuối của anh ấy. Sức mạnh mà được báo trước, anh sẽ nhận được Umagio, ma vương của toàn bộ thời không. Mặc dù không được hoành tráng như trong chúng ta tưởng tượng, sau khi Gay bị tên Another DK, hay lúc này chính là tham gia cơ Swap, đánh bại hoàn toàn, Zio đã nắm chặt lấy cơ thể của Gay và với sức mạnh tức giận tột độ Zico Driver của Sogo chuyển hóa nó thành Uma Driver. Với hình dạng đặc biệt, một chiếc lưng vàng kim với không có bất kỳ chỗ nào để cắm Raiwatch, bản thân nó chỉ cần kích hoạt và không cần xoay có thể giúp cho Zio trở thành Omazio. Chứng kiến sức mạnh Omazio, thứ mà mình muốn nắm giữ, Another DK của Time Tucker Swap đã không chần chừ mà hấp thụ lấy nó. Nhưng tất cả, liệu ngươi có thể hấp thụ đủ hay không? Sức mạnh của ta, sức mạnh của toàn bộ những Rider, tất cả những Raiwatch từ những Rider khác hấp thụ vào người của Omazio, một sức mạnh gì đó thật sự quá khác biệt. Tạo hình của Omazio giống như tạo hình của Zio cơ bản, nhưng được điểm tô bằng đường nét những tên ác quỷ. Hắn ta với những dây đồng hồ được thay đổi tạo nên một dây đồng hồ chéo vàng, một dây đồng hồ bạc ở giữa, cũng như là hai chiếc kim đồng hồ khổng lồ phía sau, tạo thành cảm giác giống như một đôi cánh đang khép xuống. Gương mặt của Omazio là gương mặt màu đen với những viên kim cương được điểm tô khắp toàn bộ gương mặt và một dòng chữ màu đỏ, chứ không phải là dòng chữ màu hồng bình thường của Kamen Rider Zio, thể hiện sự tà ác cũng như sức mạnh của một ma vương thật sự. Một phần nữa đặc trưng của Omazio đó chính là những chiếc Raiwatch không có bất kỳ hình tượng bất kỳ Rider nào, đó chỉ là những chiếc Raiwatch chết, những chiếc Raiwatch màu đen đã được hấp thụ toàn bộ sức mạnh mà thôi. Về khả năng của Omazio thì không có gì phải bàn, mặc dù bị hấp thụ sức mạnh một phần cực kỳ nhiều từ Time Sucker Swap, nhưng Omazio trong lúc Zio biến hình cũng cho chúng ta thấy sức mạnh vô cùng kinh hoàng. Tất cả những tên trùm được Time Sucker Swap triệu hồi là những tên đã từng chiến thắng những Rider ở thế giới của bọn chúng. Mỗi tên chỉ chịu nổi một chiêu của Omazio, một đấm của anh ấy có thể thổi bay con ác long của Ryuga, tạo nên tất cả những lần tấn công từ những Rider khác. Thậm chí phần kim đồng hồ sau lưng của anh ấy cũng khả năng tạo ra một vòng tròn hời không, nhốt kẻ thù cũng như nổ tung hắn trong vòng một chiêu. Tất cả những tên ác quỷ tại thế giới của bọn chúng, những kẻ đã chiến thắng, cũng không chịu nổi một chiêu. Bạn hình dung sức mạnh cơ bản Omazio là khủng khiếp như thế nào? Nói về sức mạnh của Omazio không có lời nào hay diễn tả hết, vì đây chỉ là form mà nấy vừa biến hình mà thôi. Tên Omazio năm 2068 thậm chí còn khủng khiếp hơn, nhưng hắn ta sẽ được dành cho một video khác nhé. Đây chỉ là Zio ở thời điểm năm 2018 mà thôi. Đòn Rider Kick của Omazio đó là anh đã bay lên trời, hai chiếc kim đồng hồ sẽ dẫn ngược lên, tạo ra một cú kích cực kỳ mạnh giống như đôi cánh ở sau lưng. Đòn này đã tiễn biệt Time Tucker Swap về với lại suối vàng. Mặc dù có sự hỗ trợ một phần của Tsukuyomi, nhưng dù sao Time Tucker Swap cũng chủ yếu lấy sức mạnh của chính Omazio, nên chúng ta cũng hơi tưởng tượng nếu không bị hắn hấp thụ, Omazio còn mạnh tới như thế nào nữa. Omazio hình dạng cuối cùng mình muốn nhắc tới trong series của Kamen Rider Zio là hình dạng Zio Uma Form. Nó là sức mạnh khác biệt hoàn toàn. Trong movie Overwatcher, Zio đã nhận ra mình thực chất không phải là người được chọn để trở thành Uma Zio, nhưng trong quá trình phấn đấu cũng như nỗ lực của bản thân, anh mới chính là người trở thành vị vua thật sự, nhận được những lời nói từ Omazio ở tương lai, cũng như cảm nhận được bản thân trước khi rơi vào khoảng không của vũ trụ. Anh ấy đã chấp nhận sức mạnh và trở thành Kamen Rider Zio Uma Form với chiếc Raiwatch Omazio, một chiếc Raiwatch tưởng chừng như bình thường nhưng lại mang một sức mạnh vô cùng to lớn, chuyển hóa một bức tượng của Omazio khổng lồ phía sau Tokiwa Sogo, sau đó nó tụ hợp lại và tạo nên sức mạnh của Zio Uma Form. Tạo hình của Zio Uma Form được tạo hình chủ yếu dựa trên màu bạc để đối nghịch với lại hình dạng Grand Zio là form kỷ niệm, mang trong mình toàn bộ sức mạnh của Omazio và tạo nên một chiếc dây đồng hồ khoác quanh phần vai cho tới phần trước ngực, tạo nên cảm giác vô cùng uy quyền. Màu sắc chủ đạo là vàng cùng với bạc. Gương mặt của anh ấy cũng giống như một đế vương thật sự. Nó như nét pha trộn giữa Omazio và Grandio vậy, tạo nên một form vô cùng mạnh, thể hiện một vị vua chân chính chứ không phải là một ma vương. Sau khi có được sức mạnh này, Zio đã nhanh chóng trở về mặt đất tham chiến với Kamen Rider, thủ lĩnh của nhóm Watcher.
sức mạnh Zio Oma Form ngoài khả năng nó giống với Oma Zio, nó khả năng tấn công kẻ thù mà chẳng cần chạm vào chúng, khiến cho những tên lính của bọn Watcher không có cách nào đụng chạm vào Oma Form. Một phủi, bọn chúng đã nằm rạp trên toàn bộ những vách tường xung quanh đó. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp mà không cần phải chạm tay. Sau đó những cụ máy, quái vật thời gian khổng lồ đã tấn công vào hình dạng Oma Form. Nhưng chiếc kim đồng hồ phía sau lưng của Oma Form đã làm chúng phải lão hóa, tua nhanh thời gian khiến chúng hao mòn và rỉ sét. Những chuyển động của chúng vô cùng chậm chạp. Tận dụng lúc này, CEO Oma Form sử dụng khả năng dịch chuyển và đòn Giri Giri Slash tạo ra từ thanh gươm của CEO 2 chém toàn cả 3 tên quái vật thời gian, hạ mỗi tên chỉ với một chém duy nhất. Cuối cùng chính là đòn Rider Kick của hình dạng Oma Form. Khi nãy ra đòn Rider Kick còn có sự hỗ trợ của toàn bộ những Rider ở hình dạng Final Form khác, đá toan tấm bảng trắng của tên Rider phản diện một cách vô cùng đơn giản và kết thúc trận chiến oanh liệt với sức mạnh của Oma Form. Và đó cũng là màn thể hiện duy nhất của Form này trong toàn bộ series về Kamen Rider Zio. Một Form có thể nói là hoàn hảo từ thiết kế cho tới sức mạnh, khi nãy không bị chi phối bởi sức mạnh của bản ngã của mình mà vẫn chính là Tokiwa Sogo của chúng ta biết. Một vị vua, không phải là vua nhưng vượt qua tất cả trở thành vua. Đó cũng là tiết lộ cuối cùng về quá khứ của Zio hay là Tokiwa Sogo, một người đã vươn tới đỉnh cao bản thân cho dù không phải là người được chọn. Và đó là tất cả những form của Koro Zio. Tất nhiên form mới nhất DK Armor Saber vẫn là DK Armor. Hơn nữa phim đó đang chiếu trên nền tảng TFC của Toei nên mình sẽ không đưa video đó vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Riding On, thanks for watching. Bye.